Tiếp tục cập nhật những thông tin sự kiện đang được quan tâm, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Người đưa tin 24 giờ. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Hôm nay Chủ nhật ngày 20 tháng 8 năm 2023, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hai người đi xe máy tử vong sau va chạm với xe container tại vòng xoay ở thành phố Hồ Chí Minh. Gần 100 người tham gia dập đám cháy rừng ở Quảng Ngãi. Đến thời điểm hiện tại, vẫn còn nhiều giá máy bay cận nghỉ lễ 2 tháng 9 và giá vé không có sự chênh lệch nhiều so với giai đoạn cao điểm hè. Nhà vườn Hưng Yên sản xuất nhãn theo hướng hữu cơ. Kịp thời giải cứu bé gái 8 tuổi ở Quảng Trị bị bắt cóc khi đang chơi bên vỉa hè. Ý nghĩa chương trình đem lan về với tự nhiên ở Quảng Nam. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Công an huyện Bình Chánh cùng trạm cảnh sát giao thông Tân Túc thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe container và xe máy xảy ra tại vòng xoay cầu vượt nút giao Bình Thuận khiến cho hai người tử vong. Theo thông tin ban đầu thì xe container di chuyển theo vòng xoay dưới chân cầu vượt nút giao Bình Thuận ở quốc lộ 1, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Khi chiếc xe đầu kéo chuyển hướng vào đường Nguyễn Văn Linh hướng về quận 7 thì xảy ra va chạm với xe máy do hai người đàn ông chở nhau đang di chuyển theo vòng xoay. Hậu quả là xe đầu kéo cuốn xe máy vào gầm, hai người trên xe máy tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt xử lý hiện trường, xác minh danh tính của hai nạn nhân và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Thưa quý vị, dùng thuyền thúng để đi câu mực đêm, hai ngư dân tại Phú Yên không may rơi xuống biển tử vong. Đồn biên phòng thành phố Tuy Hòa cho biết là tàu cá đã đưa thi thể hai ngư dân vào đất liền. Nạn nhân là anh LVS, sinh năm 1982 và anh LC, sinh năm 1976, cùng trú tại thành phố Tuy Hòa. Theo thông tin ban đầu, gia đình chủ tàu BI90172TS báo có hai ngư dân đi trên tàu này tử vong vì lật thuyền thúng câu mực giữa đêm. Tàu do anh Trần Văn Tuấn, trú tại thành phố Tuy Hòa làm thuyền trưởng, xuất phát vào ngày 8 tháng 7 cùng với 6 thuyền viên. Đến 21 giờ ngày 18 tháng 8, khi đang hoạt động trên biển, hai thuyền viên là anh S và anh C xuống thúng câu mực thì không ai bị lật thúng rơi xuống biển tử vong. Ông Phạm Ngọc Nguyên, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy rừng keo gây thiệt hại gần 10 hecta. Theo thông tin ban đầu thì trưa 19 tháng 8, người dân phát hiện tại khu vực rừng keo giáp ranh giữa hai xã Bình Long và Bình Chương có lửa, khói bốc cao nghi ngút nên trình báo cơ quan chức năng. Gần 100 người đã có mặt tại hiện trường để tham gia dập lửa. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, gió mạnh và địa hình đồi núi khiến việc tiếp cận chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đám cháy sau đó lan nhanh, lực lượng chức năng phải dùng rựa để phát cây để mở đường khoanh vùng chữa cháy. Đến hơn 16 giờ chiều cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt. Vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 10 hecta rừng keo từ 3 cho đến 4 năm tuổi. Cục Hàng không Việt Nam đánh giá là nhu cầu vận chuyển dịp lễ 2 tháng 9 năm nay không tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Cho đến thời điểm hiện tại thì khi chỉ còn gần 2 tuần nữa là đến kỳ nghỉ, tỷ lệ lấp đầy trên các đường bay vẫn còn ở mức thấp. Cụ thể, các đường bay trục Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng có tỷ lệ lấp đầy đạt từ 30 cho đến 40%. Đối với các đường bay du lịch, lượng ghế cung ứng trên hầu hết các chuyến bay vẫn còn nhiều. Giá vé máy bay cũng đang ổn định, không có sự chênh lệch nhiều so với giai đoạn cao điểm hè. Cụ thể là các chuyến bay từ ngày 31 tháng 8 cho đến ngày 4 tháng 9 dao động từ 3 cho đến 4,5 triệu đồng một vé khứ hồi tùy chặng, tùy hãng. Một số chặng có mức giá rẻ hơn cả ngày thường. Việc này hoàn toàn trái ngược với dự báo nhu cầu đi lại sẽ tăng cao khi người lao động được nghỉ 4 ngày dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay. Từ ngày mai 21 tháng 8, tỉnh Lào Cai sẽ triển khai áp dụng nền tảng cửa khẩu số trong giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức cá nhân có hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2, Kim Thành. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai vừa thông báo, từ ngày 21 tháng 8 năm 2023, các tổ chức cá nhân thực hiện khai báo trên hệ thống http
BS2.2/ cửa khẩu số .laocai.gov.vn để được giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu. Ban quản lý tổ chức tập huấn không thu phí cho các đối tượng là cán bộ, nhân viên, người lao động của các đại lý, thủ tục hải quan, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Kim Thành. Sau Lạng Sơn thì Lào Cai là tỉnh thứ hai trên cả nước áp dụng nền tảng cửa khẩu số. Hiện một số tỉnh thành phố cũng đang nghiên cứu để áp dụng nền tảng cửa khẩu số. Tại đồng bằng sông Cửu Long, bên cạnh các nghề ăn theo trong mùa nước nổi như là giăng lưới, kéo côn, đặt lờ, thì bắt ốc bươu vàng cũng được xem là việc nhất cử lưỡng tiện, vừa tiêu diệt loài gây hại lúa, vừa mang lại thu nhập cho người dân. Ghi nhận tại huyện Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp. Người dân cho biết, theo con nước nổi, ốc bươu vàng sinh sôi và phát triển nhiều, mỗi ngày đi bắt trên các cánh đồng ngập nước được khoảng 100 kg. Ốc sau khi bắt về sẽ dùng làm thức ăn cho lươn, vịt, giúp giảm rất nhiều chi phí thức ăn. Hiện các hộ chăn nuôi đang có nhu cầu mua ốc bươu vàng với giá mỗi ký nguyên con là 3.000 đồng. Riêng ốc đã qua sơ chế, luộc và tách vỏ lấy ruột có giá từ 8.000 cho đến 10.000 đồng một ký. Bắt ốc bươu vàng được xem là một việc làm thêm trong mùa nước nổi của bà con vùng đầu nguồn, vừa giúp làm phong phú nguồn thức ăn trong chăn nuôi, vừa có thêm thu nhập. Tỉnh Hưng Yên đang bước vào vụ thu hoạch nhãn, mặc dù sản lượng nhãn năm nay không được như kỳ vọng, nhưng một số nhà vườn trồng nhãn theo phương pháp hữu cơ vẫn thu hút được nhiều du khách đến tham quan trải nghiệm, thưởng thức và mua nhãn ngay tại vườn. Kết quả này là nhờ sự thay đổi phương thức canh tác của người trồng, hướng đến sự hài lòng của chính khách hàng. Những ngày này, vườn nhãn hữu cơ của sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đã giúp các nhà vườn, hợp tác xã khẳng định thương hiệu trong lòng người tiêu dùng. Chính sự thay đổi này đã giúp nhiều chủ vườn được quyền chỉ dẫn địa lý nhãn lòng Hưng Yên. Qua đó, từng bước đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá chất lượng và thương hiệu. Có cái chỉ dẫn này, thế nên nó tăng rất là nhiều. Trong bên cạnh đó thì là đã có cái chỉ dẫn thì là tăng về cái giá trị của nhãn cũng như là được nhiều mà cái tiềm năng của nó vẫn còn rất là lớn. Thì những cái vấn đề như vậy thì tôi nghĩ rằng trong thời gian tới thì chắc sẽ phải có một cái sự đầu tư nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn. Để ví dụ như là trong một cái vùng đất để trồng nhãn hiện nay, chúng ta sẽ đem lại giá trị cao hơn nữa cho cái sản phẩm của nhãn. Tỉnh Hưng Yên hiện có khoảng 1.700 hecta sản xuất nhãn theo quy trình Việt Gáp, chiếm khoảng 34% diện tích nhãn toàn tỉnh. Trong đó có khoảng gần 10 hecta nhãn ở thành phố Hưng Yên đã nâng cấp từ quy trình Việt Gáp sang canh tác theo hướng hữu cơ. Đây chính là cơ sở để nhãn Hưng Yên đến gần hơn với khách hàng trong và ngoài nước. Từng được xem là loài vật nuôi xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Thế nhưng hiện nay, dê lại đang khiến cho nhiều người chăn nuôi phải gồng mình gánh lỗ, thậm chí là treo chuồng, ngừng nuôi do giá giảm sâu trong thời gian dài. Ghi nhận của người đưa tin 24 giờ. 2 năm nuôi dê thịt, gia đình ông Thù A Mã ở xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đã thua lỗ gần 400 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, giá thịt dê tiếp tục giảm sâu, không có dấu hiệu hồi phục. Càng nuôi càng lỗ, ông đành treo chuồng bỏ không. Mặc dù chuồng trại mới được đầu tư xây mới, trang bị vật dụng phục vụ nuôi dê, nhưng ông vẫn quyết định phá dở, chuyển sang nuôi gà. Điều bị lỗ hết rồi, trả được tiền cám rồi may rồi, chứ còn vốn thì cứ thăm dành vốn hết rồi. Ba cái tiền giống mà mua dê á, thành ra thì cứ thăm, cố để nuôi coi bày sau, lúc cuộc nó thăm suốt à. Phá bỏ ba cái sàn đi. Ba cái sàn mình phá bỏ hết đi rồi bắt đầu mình nuôi gà ở dưới. Gia đình bà Phùng Thị Tân cũng đang gọi thương lái vào để bán đàn dê. Tuy nhiên, không tìm được người mua, bà phải bán lẻ dần để thanh toán tiền cám cho đại lý. Thì lớn được con nào thì bán. Thế chứ còn bây giờ không bán thì lấy tiền đâu trả tiền cám. Rồi có lúc thì người ta nói là nó rẻ lắm. Thế mình kêu bán đấy như bây giờ đấy chỉ có 71, 72. Thế bán được 75 thì ham bán cho người cao hơn chút thì lại thiếu tiền, đến bây giờ cả nửa tháng nay chưa có tiền. Phòng Nông nghiệp huyện Cẩm Mỹ cho biết toàn huyện có tổng đàn dê trên 60.000 con, giảm gần 10.000 con so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay đầu ra rất khó khăn, nhiều hộ không bán được dê do nguồn cung dư thừa. Vì vậy, trong thời gian tới, người chăn nuôi nên cân nhắc trước khi tái đàn, không tái đàn ồ ạt để tránh tình trạng cung vượt cầu, người chăn nuôi lại rơi vào cảnh điều đứng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo. Kịp thời giải cứu bé gái 8 tuổi ở Quảng Trị bị bắt cóc khi đang chơi bên vỉa hè. Triệt phá đường dây lô đề qua mạng ở Hà Tĩnh. Ý nghĩa chương trình đem lan về với tự nhiên ở Quảng Nam. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Các bậc phụ huynh cần phải lưu tâm hơn khi mà trông nom con trẻ để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Sau vụ việc ở Hà Nội, mới đây một bé gái 8 tuổi ở Quảng Trị cũng bị bắt cóc khi đang chơi trên vỉa hè quốc lộ 1. Rất may là sau đó thì lực lượng chức năng đã chặn bắt nghi phạm kịp thời, giải cứu cháu bé. Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ tối qua, bé gái 8 tuổi trú thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong đi cùng người thân ra vỉa hè quốc lộ 1 ở trước nhà chơi. Lợi dụng lúc người lớn không để ý, một người đàn ông hơn 60 tuổi đi xe máy tiếp cận rồi ép cháu bé lên xe. Người này sau đó chở cháu bé dọc theo tuyến quốc lộ 1 ra thành phố Đông Hà, chạy lên quốc lộ 9. Sau khi phát hiện sự việc, người thân cháu bé nhanh chóng truy đuổi và trình báo công an. Khoảng 30 phút sau, lực lượng chức năng đã chặn bắt được người đàn ông chở theo cháu bé tại địa phận xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ. Công an huyện Cam Lộ đã bàn giao nghi phạm cho công an huyện Triệu Phong tiếp tục xử lý. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án nhóm doanh nhân golfer đánh bạc tại Vĩnh Phúc và đề nghị truy tố 37 bị can về hai nhóm tội danh tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Theo kết luận điều tra tháng 3 vừa qua, lợi dụng việc tham gia giải golf tại sân golf Đầm Giạc, tỉnh Vĩnh Phúc, nhóm golfer này đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi poker ăn tiền. Thời điểm bị bắt quả tang, các bị can đang chơi poker tại hai bàn trong phòng khách sạn. Tang vật gồm số phỉnh được quy ước tương đương hơn 4,6 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố 37 người, trong đó có 5 bị can về tội tổ chức đánh bạc, 31 bị can về tội đánh bạc và 1 bị can về tội đề nghị truy tố cả hai tội danh. Công an thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ triệu tập 13 đối tượng trong đường dây lô đề do Nguyễn Thị Ánh Tuyết, 44 tuổi, trú tại phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh cầm đầu. Trước đó, tại căn nhà số 150, đường Nguyễn Biểu, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Ánh Tuyết đang thực hiện hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh lô đề. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 12 điện thoại di động và nhiều tài liệu khác có liên quan. Cơ quan công an đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thị Nhung, sinh năm 1983, Lê Thị Thấm, sinh năm 1989 và Trần Thị Tâm, sinh năm 1981, cùng trú tại thành phố Hà Tĩnh, đồng thời triệu tập 9 đối tượng khác có liên quan. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc trong ngày bị bắt giữ là gần 300 triệu đồng. Trong đó, thì Tuyết là đối tượng cầm đầu. Các đối tượng trong đường dây đánh bạc này sử dụng mạng xã hội để đánh bạc. Khi giao dịch thì các đối tượng không gặp trực tiếp mà qua trung gian. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng. Thưa quý vị, tỉnh Hà Nam nằm ở cửa ngõ phía nam của thành phố Hà Nội, thuận lợi về giao thông gồm cả đường bộ, đường sắt, đường thủy. Nên nơi đây đã trở thành nơi gặp gỡ, trao đổi, mua bán trái phép chất ma túy của 3 tuyến vận chuyển ma túy trọng điểm, gồm tuyến Tây Bắc, Đông Bắc và Bắc Trung Bộ. Tình hình tội phạm tệ nạn ma túy tại đây có rất nhiều diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, lực lượng công an tỉnh Hà Nam đã lên kế hoạch và liên tiếp đánh phá nhiều vụ án lớn về ma túy, bắt giữ được nhiều đối tượng cộm cán để điều hành phía sau, góp phần kiềm chế tình hình tội phạm trên địa bàn. Đây là đối tượng Nguyễn Cường Thắng, cùng số tang vật là 5 bánh heroin và gần 10.000 viên ma túy tổng hợp, vừa bị công an tỉnh Hà Nam bắt giữ. Thắng là đối tượng cộm cán về ma túy, từng có 3 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ và một tiền sự về tội cố ý hủy hoại tài sản. Đối tượng cũng luôn cảnh giác, thủ đoạn tinh vi, thường xuyên thay đổi phương thức di chuyển và từ đó đã gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Tuy nhiên thì bằng các biện pháp nghiệp vụ, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an huyện Lý Nhân thì đã tập trung điều tra và bắt giữ được đối tượng. Thời gian qua tại tỉnh Hà Nam, tình hình tội phạm nói chung, tội phạm về tệ nạn ma túy nói riêng, nhất là ở các địa bàn khu vực giáp ranh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự. Các đối tượng cầm đầu thường không ra mặt và chủ yếu là giao dịch thông qua các cái mạng xã hội. Nhưng ngoài ra thì cũng có thể là các đối tượng giao dịch thông qua các cái dịch vụ vận chuyển, ví dụ như là bưu chính,
rồi các dịch vụ vận tải hành khách công cộng. Bằng những biện pháp quyết liệt, từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Nam đã đấu tranh phát hiện 21 vụ án với 96 đối tượng liên quan đến ma túy. Thu giữ 12 bánh heroin, hơn 12 kg ma túy tổng hợp và gần 85.000 viên ma túy tổng hợp. Khi mà bị lực lượng công an phát hiện thì các đối tượng sẵn sàng dùng vũ khí nóng để có thể chống đối lại cái lực lượng chức năng. Chúng tôi cũng đã xây dựng ra các cái kế hoạch chi tiết cụ thể đảm bảo được cái an toàn cao nhất. Cuộc chiến với tội phạm về ma túy vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng các lực lượng chức năng vẫn luôn quyết tâm không khoan nhượng để góp phần giữ gìn an ninh trật tự. Nhằm lan tỏa thông điệp kêu gọi người dân về ý thức bảo vệ môi trường, nhất là hạn chế rác thải nhựa, một đoạn đường bê tông từ rác thải nhựa chế biến đang được thi công tại công viên biển ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đoạn đường bê tông từ rác thải nhựa đầu tiên được thí điểm thi công trên công viên biển đường Trần Phú, thành phố Nha Trang. Đoạn đường có chiều rộng gần 2m, dài 11m với các viên gạch lát để xây đường là sản phẩm tái chế từ 32.000 vỏ chai nhựa. Đặc biệt, trên mỗi viên gạch đều có logo truyền tải thông điệp về bảo vệ môi trường. Sau khi hoàn thành, bên cạnh việc làm đẹp cảnh quan đô thị ven biển, công trình được kỳ vọng sẽ lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức cho người dân và du khách trong việc gìn giữ môi trường xanh sạch đẹp. Thời gian tới, nếu đoạn đường bê tông từ rác thải nhựa này phát huy hiệu quả tốt, tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục nhân rộng những công trình tương tự. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tập đoàn Vingroup vừa phối hợp công bố chương trình hành động quỹ vì tương lai xanh. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhiều ý nghĩa, góp phần thực hiện mục tiêu đưa mức phát thải ròng tại Việt Nam về không vào năm 2050. 10 chương trình hành động trọng điểm được Quỹ vì tương lai xanh triển khai trên phạm vi toàn quốc, đi sâu vào những lĩnh vực thiết yếu trong cuộc sống, bao gồm di chuyển xanh, năng lượng xanh, văn phòng xanh, tiêu dùng xanh, môi trường xanh, vườn đô thị xanh, du lịch xanh, giáo dục xanh, y tế xanh và thể thao xanh. Đây là những hoạt động thiết thực nhiều ý nghĩa nhằm góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam đưa mức phát thải ròng về không, net zero vào năm 2050 và nâng cao nhận thức cộng đồng về sống xanh hướng tới mục tiêu bền vững vì một Việt Nam xanh. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là nơi đầu tiên triển khai các chương trình hành động với thông điệp Thành phố Hồ Chí Minh tiên phong chuyển đổi vì tương lai xanh. Mở đầu là chuỗi hoạt động giáo dục xanh và chuỗi hoạt động di chuyển xanh, khuyến khích người dân ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông không phát thải, thân thiện với môi trường. Dịp này, Quỹ Tương lai vì tương lai xanh cũng công bố tài trợ trồng 30.000 cây rừng tại huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh với kinh phí tương đương 6 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Loài và Sinh cảnh Voi đã phát động chương trình đem lan về với tự nhiên, trồng lan trên các cây cổ thụ trong rừng. Và tại một ngôi làng ở huyện Nông Sơn của tỉnh Quảng Nam, người dân đang chung tay tặng lan ở nhà mình để mang ngược lên rừng, ghép vào trên thân cây cổ thụ. Rừng cắm làng Đại Bình, thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, rộng chừng chục hecta, độ đa dạng sinh học phong phú như lá phổi xanh của làng. Sáng sớm, khi lối mòn còn đẫm hơi sương, các nhân viên ban quản lý khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi với những bó lan trên tay tỏa đến các cây cổ thụ trong rừng già. Gần 100 ký lan từ nhà người dân và các hội nhóm chơi lan được góp tặng với hy vọng số lan ấy trở về mái nhà đúng nghĩa. Hơn 20 nhân viên khu bảo tồn tỏa đi khắp các ngã, leo lên những cây cổ thụ và ghép nhánh lan cố định vào thân cây. Sau khi dùng dây cột cố định lan, những ngày đầu, nếu trời không mưa, họ sẽ tưới nước giữ ẩm gốc để lan nhanh bám rễ vào cây. Các nhân viên chọn những vị trí bọng cây hay điểm giữa của hai nhánh cây, rồi đặt lan vào đó cho có điểm tựa, dùng dây cột vào thân cây, làm sao nhanh nhất để lan bám rễ vào thân cây và phát triển. Nó là một hoạt động có một ý nghĩa là nó làm nâng cao cái nhận thức và thay đổi hành vi của người dân đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học, cụ thể là công tác bảo vệ rừng và các nguồn gen của các loài lan rừng. Trước mắt, chương trình sẽ thực hiện ở rừng cấm, diễn ra xuyên suốt trong nhiều ngày. Mỗi ngày các nhân viên sẽ ở rừng để người dân đến tặng lan và ghép lên cây cổ thụ. Và đến đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.